thì gần tới đó cô chú. Cô chú ơi, mình chung tay mình giúp đỡ cho gia đình em chung cô chú anh chị. Thì mỗi cô chú mình nhín một cô chú anh chị. Là thấy một thi thể chắc chưa, cô chưa xác định đó là em chung hay không đúng không? Vậy là cho thuốc ở dưới kia hả anh? Bây giờ là đã tìm được xác con chung đủ với một cô bác đây. Thì bây giờ là hai cái ghe nó đang kéo thi thể về đây. Nó trôi xa dưới không anh? Đó đó, hai chiếc ghe đang kè vậy đó, xuống dưới đó. Chắc cũng xa, có cây số á. Vậy là sáng giờ cái đội tìm kiếm cũng đi tìm sớm luôn. Đúng rồi, 4 giờ đi rồi đó. Nãy nghe chú nãy sáng nói 4 giờ đi tìm rồi. Bây giờ là tình hình là tìm được rồi đó cô chú anh chị. Tại vì nước sông rất là nhiều luôn đó nha. Nãy là bên tìm kiếm cũng đi kiếm sáng giờ có thông tin rồi. Đã bắt được và đi tải cũng chưa xác định đó là em Trương hay không. Ông muốn có xác kè vào đây là xác này kia xác nào? Đang kéo xác lên sắp tối rồi, có hạnh rồi. Đó, sắp tối rồi, cái hai chiếc ghe nó lo cái xác về chạy tới rồi mà. Trời, hai chiếc ghe nó thấy rồi chứ bộ là chưa thấy đâu, thấy nó lo cái xác mà. Mà anh thấy cái phải cái xác không? Ừ rồi. Nãy nó lôi dính cái xét rồi đó, bọc cái vỏ lôi rồi. Cái đó là đúng là cái đội bên mình không ạ? Đúng rồi, thấy chưa, thấy chưa? Rồi, vậy là tìm được rồi. Tìm được, vậy là anh chạy thấy hả? Dạ, dạ đúng rồi đó. Vậy là tìm được rồi. Tìm được rồi. Để còn xa quá để thấy dùm thử coi có nhìn được không nha quý cô bác. Hai ghe đang chạy lên. Đúng rồi, mà hai ghe không thông. Đó hai chiếc ghe đó. Nãy chạy rồi thấy múc cái chỗ kia rồi, thấy lông cái xác rồi. Lúc mà dưới còn xa quá nên là chưa có thấy rõ cho mấy. Xa quá. Còn chưa rõ xa lắm. Đó hai chiếc ghe đó cô chú anh chị. Bây giờ mấy giờ? Bữa nay là đúng 3 ngày luôn. Bữa nay đúng 3 ngày luôn á cô chú. Giờ này là khoảng cô chú thấy hai chiếc ghe không? Bây giờ đang chuyển về đó. Bây giờ là đúng 7 giờ rồi. Thì anh mới chạy lên báo là tìm được rồi. Nãy vừa ở mấy cua ngay chỗ kia là thấy cái xác lỡ lôi nó tụt rồi. Là anh thấy ha, anh thấy luôn ha. Dạ, vậy là đúng rồi đó. Vậy là cho chắc cũng khoảng cây số luôn á. Mé bên này luôn á. Mé bên đây nó gần hơn. Giờ hai chiếc ghe đó cô chú anh chị. Hai chiếc ghe đang kè vậy nè. Mong cô chú anh chị cho những lời comment tích cực của chú anh chị. Thì Mạnh cũng mong cô chú anh chị á, mình chia sẻ, mình chung tay, mình giúp đỡ cho gia đình của em Trung ha cô chú. Đó, hai chiếc ghe giờ đang về rồi. Đang kè cái xác của em về á. Ủa nãy anh đi đâu anh thấy? Đi chạy xuống đây nè. Dạ, xuống đây anh thấy anh. Đập luôn. Ôi vật. Là cái anh này là thấy nè cô chú anh chị. Anh là người nhà của em Trung á. Anh là sao với em Trung á? Anh quay quá vậy. Ngại à. Bây giờ hãy đi dùm một lần nữa cho quý vị cô bác mình xem nha. Đó, hai chiếc ghe đó cô chú anh chị, hai chiếc ghe đó là đang kè về đó. Cái
Dạ. Thấy không? Dạ, mình thấy hai chiếc ghe đang kè về nè. Dạ. Đó là cái xác này dạ, có dạ chắc đúng rồi đó, chắc đúng dạ, cái xác này đây đó. Không ra thì chỉ có một người nhảy không chú? Có một người nhảy thôi. Dạ. Dạ. Hôm dạ. Qua nhảy hụt người. Đó, chạy chậm cái xác mà nếu ông chạy quá nó gã xác ra sao phải chạy từ từ nó biến dạng xác ra sao 3 ngày rồi tại vì nó 3 ngày rồi để điện cho gia đình điện rồi nãy lấy điện rồi bây giờ vậy ông cũng yên thân phận không rồi. Dạ thì ai cũng mong để tìm được ai cũng mong tìm được em á. Thứ ba. Thứ ba. Bữa nay là đúng 3 ngày luôn cô chú. Đó về đúng rồi đó, hai chú đó lên đó. Thì sáng giờ cũng cầu mau mau để tìm được em á, giờ tìm được rồi. Hai chiếc ghe nè cô chú. Nè thấy rồi nè. Ờ, có một cọng dây cuộc ở bên hông nè. Đó. Thấy không? Chiếc bên này nè. Ờ thấy rồi đó. Đó có cọng dây cuộc ở bên hông đúng không các bác? Cái chiếc mà có cây cờ màu trắng. Hai người á, chiếc có hai người á. Cái chiếc hai người á có cây cờ màu trắng quý bà cô bác. Nó đang cuộc cọng dây lôi từ về đó quý bà cô bác. Nam á thường thường là đúng rồi, thường là nổi phía góc này nè, còn nữ thì nổi bên góc bên đây, bên này. Dạ em chào chị Kim Trung Trần. Tiếng về đây đã gần tới rồi. Thì ngày hôm nay cũng là đúng 3 ngày. Thì còn rất là rất là xót xa cho gia đình luôn của chú anh chị. Thì bữa nay đúng là 3 ngày đã tìm được em rồi. Giờ ghe đang chuyển về nè cô chú. Đó, hai chiếc ghe đó đang về đó. Thì mong cô chú anh chị á, mình chia sẻ, mình chung tay, mình giúp đỡ cho gia đình em chúng cô chú anh chị. Thì tại vì quay cận cảnh luôn là bên YouTube nó không cho cô chú. Thì sáng giờ là người ta là 4 giờ đã đi tìm rồi. Quá là nổi chắc rồi thôi, hôm nay chắc có người dân đâu báo nó mới kiếm được. Dạ. Không có tới nổi sáng này nổi cho qua đâu. Không có đâu. Tại tối qua nếu mà nổi rồi đang kéo vô luôn là đã bị nghỉ. Con dám nói với anh, hôm qua nó nổi dài đào. Anh không thể nhận thức được. Rồi sáng này là đúng 3 ngày nó mới thịnh ra. Hôm qua nổi lên nhưng mà nó chưa có trồi lên cao á. Nó chưa có nổi lên cao bao giờ. Giờ ghe gần tới kìa chú anh chị. Sắp tới kìa. Đó kìa đang chuyển vô kìa. Đó gần tới nè cô chú anh chị. Thì gần tới đó cô chú. À, cô chú ơi, mình chung tay mình giúp đỡ cho gia đình em chung của chú anh chị. Thì mỗi cô chú mình nhín một ngày ăn sáng của chú, một ngày ăn sáng thôi là mình giúp đỡ cho gia đình. Là cô chú thấy cọng dây bên hông không? Đó, đang buồn nè. Đó,
giờ đang trắng liệm ở đây luôn cô chú. Sau đó rồi đưa về mình làm tang lễ ở ngoài trước sân chứ không có được vào nhà cô chú anh chị. Vậy chứ cô dâu đi nói ở trong cái vỏ sách đỏ á. Không có, mẹ nhà đứa này chứ có hình trong này cứ treo cái vỏ sách đỏ đỡ mẹ qua nó sách cái hình đi. Điện cho ai đây, ai cầm xuống đây? Điện cho mẹ, điện cho mẹ ở nhà không ở phải. Để sẵn kìa. Sẵn ra hết đèn rồi. Cứ từ từ nó chưa ra đây đâu. Ờ ra tới nè chú. Có cọng dây phía sau rồi chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật, mong cô chú anh chị mình chia sẻ chúng ta giúp đỡ gia đình em. Ôi trời, sao nhìn xót lắm cô chú anh chị ơi.